Khi nói về các trường phái trong đầu tư thì nó có ba trường phái đúng không ạ? Và nếu như bạn đi đầu tư mà bạn không có trường phái thì người ta gọi nó là vô đạo trong đầu tư. Và ở giữa đời thường, kẻ mà không có đạo ở giữa đời thường là kẻ thiếu đức tin. Và trong đầu tư cũng vậy, kẻ không có trường phái rõ ràng là kẻ không có đạo trong đầu tư và nó dẫn đến việc là họ mua bán linh tinh và loạn hết cả sới lên, không đi theo một cái quy chuẩn, không đi theo một cái định hướng nào cả và cũng không quản trị được rủi ro. Từ đó dẫn đến việc đầu tư của họ được hay mất đôi khi nó như một cành bạc thôi. Nhưng đa phần là mất nhiều hơn là được và có được thì nó cũng chỉ là tiền lẻ. Một vài chục, một vài trăm cái tiền lẻ thôi chứ không có sự tăng trưởng bền vững lâu dài hoặc có cái nhìn nhận có chiều sâu.